để kêu tên. Bạn Lê Mỹ Duyên. Dạ alo, cô nghe em cô. Có thể nghe rõ. Dạ gọi. Self, file cabinet, drawer, notebook, bulletin board, keyboard, monitor, screen, test flight. Cái số 9 ngậm miệng lại. Blind. Flight. Ừ. Flight. Ok. Ngọc Tuyết. Ấy. Ngọc Tuyết. Window pane, business card, waste board, trash bin, lecture, speaker, audience, conference room, podium, microphone, bookcase, briefcase, folder. Bữa nay có mấy bạn nào mà mới vô nó hơi nhiều, thì bạn đừng có bị choáng ngợp ha, kệ từ từ. Mình học một buổi mà bạn học người ta mấy tháng ha. Bây giờ sửa cho tôi cái này nè nha. White. Cái miệng tròn vô. White. White word ha. Lecture. Lecture. Cái này âm ca này ngắt nè. Lecture. Lecture. Cái này kéo căng là speaker. Speaker. Mình ráng mình hạ cái giọng xuống một cái tông, nó đọc xuống trầm trầm cho nó hay. Rồi cái Tuyết, nó Tuyết bị lộn cái chữ b phở với b bọ. Podium, nhưng mà đọc bố nha. Podium. Podium nha. Rồi cái này là folder. Âm F môi dưới chạm răng trên, thổi hơi nhẹ cho bất tỳ. Folder. Folder nha. Bạn Stella đọc từ 1 tới 22 cho cả lớp nhẩm theo. Cả lớp nhẩm theo giùm mấy tỷ đi. Dạ. Dạ, cái gì mà hết ham gì trời. So, kệ. File cabinet, tủ đựng hồ sơ, drawer, ngăn kéo. Cháu tài xí kia, cháu tài xí kia đi. Cái này mấy bạn hay đọc tráo ờ, tráo ờ, tráo trở gì là chất vớt hết nha. Drawer. Tiếp đi người ơi. Ok. Cái số 5 em chưa đọc đó bà trời. Cái số, đọc cái số 4 đi, đọc cái số 4 đi. Số 4 số 5 đi. Cái số 4 với số 5 em có thấy đâu, khoan để em rút lên. Tại em Ủa? Em dạ không, Ủa? Tại vì em zoom cái màn hình của em lên cái nó mất hết. Ok, ok rồi. Số 4 là notebook, cuốn tập. Bulletin board, bản thông báo. Keyboard, bàn phím. Monitor, screen, màn hình, test, văn bản, blind, màn cuốn, window pane, ngăn cửa sổ, business card, danh thiếp, whiteboard, bảng trắng, trash bin, thùng rác, lecturer, bài học, speaker, loa, audience, khán giả, conference room, phòng hội nghị, podium, bục giảng, microphone, bookcase, tủ sách, briefcase, valley, folder, để xem thư mục. Cảm ơn. Cái lecture là cái bài giảng, bài học ha. Lecturer là giảng viên, cái người dạy học thường ở trong đại học ha. Đó, vậy là mình nhớ được 22 từ. Mình sử dụng cho giao tiếp luôn, cho đi thi TOEIC B1, IELTS xài được luôn ha, đi làm được luôn. Rồi, xong một bài. Bữa nay học hơi nhiều mấy bạn, mấy bạn gắng đừng buồn ngủ nha. Nguyên, tác giả đọc đi. Dạ vâng. Calculator, footrest, projector, tap, faucet, laboratory equipment, lab coat, test tube, power cord, power outlet, power line, electric wire, tool box. Chữ này chưa hay nè. Tool box. Tool box. Tool box. Hàm chính động không có hay. Test tube.
mình hay đọc YouTube, YouTube, YouTube rồi nghe nó kỳ lắm. YouTube, YouTube, sửa lại cho chị đi. Tube, nha. À, đừng có đọc lép. Lép là gì trời? Tự nhiên lép lép nghe Lần nghe kỳ quá. Lắp, 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 lắp coat. Dạ Cái chữ này có hai cách đọc, cái chữ lab này nè, nó viết tắt của chữ này, một là laboratory hoặc là laboratory, có hai hai cách đọc mà đi thi nó cho hoài á. Nói chung là mấy cái chữ mà thầy soạn là trong đề thi thật á, nó hay cho, tại mà thầy đi thi nhiều lần với thầy dạy 11 năm á, thầy thấy vậy á. Giờ mấy bạn không học vài bữa nó cũng phải học thôi nha, học nhiều thì mau giỏi. Thank you. Tới bạn Chiến. Yeah. Work carrier, service window, waiting area, plumbing, potted land, column, safety lastly, gray, partition, light pub. Giỏi dữ vậy, nhân chứng sống. Hồi đầu là đọc trớ quớt á, chữ nào cũng sai, giờ đọc xịn này nó không hay hơn ai nhưng mà hay hơn bản thân mình, chịu nha. Tới bạn bạn Kim Uyên, đọc lại từ đầu cho tới 47 cho bé tiền, mấy bạn nhẩm theo. Yep. Calculator. Foot rest. Protractor. Supported. Laboratory equipment. Lab coat. Test tube. Power cord. Power outlet. Power line. Electric wire. Toolbox, tool belt, work carrier, service window, waiting area, plumbing, potted plant, column, safety glasses, crate, partition, light bulb. One paper, conveyor belt, technician. Số 47 lớp mình á, technician. Miệng nó hơi xấu nhưng mà nó đúng. Technician. Conveyor belt. Không lưỡi lên bật chữ tờ. Belt. Belt. Này wall. Đừng đọc wall. Wall là ra chữ N sai rồi đó. Wall. Wallpaper. Mình được 47 từ rồi nha. Cái bất thì cái quay cái file này, cái file nghe các bạn nghe tới nghe lui, bạn nhớ mặt chữ nè, các bạn nghe tiếng với cả lớp đọc nè. Nhớ luôn ha. Tới bạn Phạm Anh Thư. Dạ. Đọc thử coi. Dạ. Librarian. Đúng rồi. Books. Step lender. Roof, ladder, warehouse, railing, construction site, scrap forming, hammer, nail. Giọng xịn quá vậy. Bất bảo, thank you. Bất bảo đọc đi cưng. 60 tới 70. Mở mic lên Bảo. Bảo quên mở mic rồi. When the bon cứ đọc đi, tại có thể sửa không sao đâu, cứ tự tin lên. Brick, cement, straw, house, face, bucket, Pro platform. Thank you. Anh Khoa đọc lại giùm mấy thầy, đọc lớn lên. Bên mấy thầy đang mưa nó hơi sợ hơn không rõ. Anh Khoa đọc lớn lên. Wooden board, wheelbarrow, brick, cement, sawn, horn,
shovel, deck, bucket, shed, pole, lampost. Thank you, Khánh Linh. Khánh Linh động từ đầu tới 72 cho bé Tì. Cô nghe rõ không cô? Bé Tì nghe rõ, Khánh Linh ơi. Librarian. Librarian. Cart. Put. Step ladder. Group. Ladder. Ladder. Ladder đọc đúng rồi, sửa lại sai cô nương ơi. Ladder. Ladder. Warehouse. Railing. Construction site. Crafting. Hammer. Nail. Wooden board. Wheel. Paros. Brick. Cement. Cement. Sawn. Horn. Shawl. Deck. Bucket. Sheets. Shed. Desk. Pond. Lamport. Engine. Cả lớp mình sửa lại mấy chữ này nha. Engine. Chú miệng nè. Engine. Lamport. Không có bot. Mình hay nói đăng cái gì lên Facebook mình đọc bot, ghét mình hư tiếng Anh mình hết. Bây giờ mình phải sửa lamppost. Post. Ha. Rồi cái chữ này là hole. Đừng đọc hon. Hon là bị cắm sừng, bị cắm hai cái sừng ha. Hole. Hole. Soil. Đất nè. Ủa, đất mà. Đất. Ủa nó xài cho đá luôn hả? Bình thường soil là đất nha. Chỉnh chữ này lại cho tôi. Đất. Đợi bà Tì check lại coi, nhiều khi có xài chữ đá mà bà Tì không biết. Soil. Top layer of the earth. Đất. Đất nào, earth là trái đất của mình nè. Có đá không ta? Mình làm cho nông nghiệp, trồng cây. Đất nào mấy bạn? Land. Đất ơi. Ủa sao tự nhiên nha, kỳ vậy? Tự nhiên cái có chữ đá đây vậy? Ok, sửa lại cho tiền nha. Đất nha. Ok, chưa thấy nghĩa có chữ đá. Ê, cái chữ này lớp mình nãy giờ đọc sai mấy bạn nè. Cement. Qua tiếng Việt mình xi măng. Cement. Cái xe rùa đi thi có thể thấy cho hoài luôn á. Cái xe rùa, cái xe cút kít á. Cái xe mà ta chở vật liệu xây dựng trong mấy cái chỗ mình xây nhà đó. Đẩy đẩy đi lên đi xuống đó. Wheelbarrow. Yeah. Cái nail này bình thường mình, bên mình người ta nói là cái đi làm nail á, làm móng á, móng tay móng chân á. Còn bây giờ đi thi á là nó hay cho cây đinh. Yeah. Ladder. Tôi chừng đọc lộn qua chữ lá thư à. Hồi xưa mình hay viết thư tay rồi đó. Giờ gửi tin nhắn không à, Facebook này nọ rồi ha. Ladder. Có hay cho cái người nam hay người nữ đứng lên cái thang à, cái thang ha, ladder. Cái này cái thang ship, step ladder. Cái thang mình bước lên bước xuống. Car. Xe hơi mình đọc là car. Xe đẩy. Car à. Vết sẹo là scar. Cái khăn tròn là scarf à. Ví dụ như con cá mập ha. Shark à. Mình đọc mình liên hệ vậy đó. Cái mình nhớ à. Vậy là thêm 72 từ nữa nhé. Ôi ôi, còn nữa hả? Quá trời luôn rồi. Kệ nó, bữa nay mình nhét từ dựng vô, nhét được nhiều hay nhiêu. Rồi, bạn Văn Đạt, Đạt Tống. Các bài khác nhẩm nhẩm theo nha, đừng buồn ngủ nha. Đạt ơi, Đạt ơi, mở mic luôn, Đạt ơi. Dạ, em nghe bất kể. Rồi, Đạt đọc về. Lawn mower, fence, rope, wheels, carrot, surface,
Jeffers. Curb. By Benman. Walkway. Rush, walkway. Ừ, sai hết mấy chữ. Bạn Kỳ Duyên, yeah. Đọc lại giùm cái tì ơi. Đặt nhẩm nhẩm theo. Dạ bé tì. Lawnmower, fence, roof, village, carol, surface, roof, pavement, walkway, rush walk. Cái từ cuối là từ gì ha? Highway. Highway. Dạ. Nó bị khuất. Ok, sorry bạn. Còn bé tì bữa nay chích ngừa hai bên tay nó bị giật, giờ nó nằm sủi lơ rồi. Chích này nọ, tại em bé không có chích ngừa được, cái bé tì cho đi chích cúm, chích hai ba bệnh, nằm lật ngang rồi. Ok, được rồi. Bạn Dung Tiền. Các bạn khác nhẩm nhẩm theo nha. Hello. Bé tì nghe rõ. Bé tì nghe rõ. Intersection. Question. Land from. Railroad track, sing, side, pole, service station, rara, fuel, rear window, rear view mirror, passenger, attic, pedestrian, fog light. Sai hơi nhiều Dung ơi. Đức Minh đọc lại cho hay giùm tì cho bạn Dung với mấy bạn khác nhẩm nhẩm theo Đức Minh. Đức Minh đọc từ đầu tới cuối đi. Lawnmower, fence, roof, village, cargo, surface, curb, pavement, walkway, crosswalk, highway, intersection, cushion, platform, railroad track, side port, service station, garage, fuel, rear window, rear view mirror, passenger, attic, pedestrian, forklift. Cảm ơn. Các bạn nghe giọng mình hay không? Mấy năm trước mình học với bà Tì là tự như tờ giấy trắng luôn á. À, quay clip rồi thấy thương lắm. Một quay clip là bạn nói là quay clip đâu 7749 lần á. Giờ là xịn rồi, giờ rất là tự tin rồi ha. Nhưng mà vẫn có sai mấy chữ, chỉnh ra chút xíu. Forklift. Pedestrian. Rõ ra. Cái hai cái môi này ngậm lại. Đừng có đọc lộn một chữ bờ. Pedestrian. Passenger. Mấy bạn hay đọc Messenger. Viết hư tiếng Anh sửa lại. Messenger. Passenger. Đọc trầm trầm xuống cho nó hay ha. Cái chữ 90 này nè. Cái nhà để xe qua tiếng Việt mình là cái gara nè. Có thể nhớ nó có mấy cách đọc luôn. Mà đi thi ai biết nó cho gì đâu mấy bạn. Phải học hết chứ biết làm sao. Đây. Nhìn đây nè. Garage. Thôi ơi, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cách, 5 ways. Hiện giờ biết sao mình đọc qua tiếng Việt garage là đứt tiếng Anh liền. Hiện giờ phải sửa. Bác tài đọc lại nhẩm theo này nha. Garage. Ô, bác tài xin lỗi. Garage. Đó. Thì giờ phải sửa chứ làm sao giờ thì mỗi lần đọc cái mở lên tập thói quen tra từ điển. Hồi xưa lúc có tiền học mà đại học á nha, mấy tiền không có cái từ điển luôn. Hồi xưa mà mua được cái kim từ điển là xịn dữ lắm, hồi xưa làm gì có tiền mua. Không không có từ điển luôn, học mà như đi như tăm tối vậy đó bạn, đâu có biết gì đâu. Ở dưới quê lên nữa. Nhưng mấy tiền cũng lết cũng được tới giờ mấy tiền dạy được với bạn nè. Nên bạn gắng học nha. Tiếp theo mới có 4 trang mà quá trời tự dựng rồi. Nãy giờ không biết bao nhiêu từ rồi.
Ôi ơi, còn nữa, mới có 4 trang mới tỷ điểm là 28 trang bản nguyên bản chép đó. Còn nữa, bữa nay không hết, mình học ít ít thôi, nhiều quá mình tẩu quả nhập ma. Bạn Huỳnh Nguyễn Kim Cương chuẩn bị. Vì hai cổ. Hả? Tao Star Trek Ram Runway Ted Chase Speaking Area Speaking Lot Display Case Rest Cursi Counter Privacy Kim Cương. À, Kim Cương. Shopping Packet Relation Luggage Purchase Suitcase Chili Carton Compartment Copy Market Store Rechat Shopkeeper Vendor Từ cuối bị che em muốn thấy rồi. Salesperson. Dạ dạ. À, bị âm mất âm xì hơi nhiều. Xứng đọc lại từ đầu tới 1, 2 cháu tiện đi xứng. Bạn xứng tới tiện rất là tự hào. Từ hồi giống như tràn dây trắng học chữ tiện tới giờ. Xứng đọc đi xứng. Đọc cho bạn nhẩm theo xứng. Vehicle Project Ram Runway Path Trail Parking Lot Parking Area Display Case Rack Cashier Counter Grocery Shopping Packet Relation Luggage Barrage Suitcase Jewelry, carton, compartment, canopy, market store, bright hat, shopkeeper, vendor, sales version. Cảm ơn Sơn. Nó nhiều quá trong quá trình học, bạn thấy có chỗ nào bị nó sai cái chữ hay là chính tả này kia nói bạn Nguyên với tỷ sửa lại ngang, tại nhiều quá bạn Nguyên viết mỗi tay nhiều khi mắc mờ nữa. Ha. Ngồi công kỹ bạn viết như đây lại á. Cái chữ này sales person đừng đọc bớ, bớ là bớ người ta, person, person. Cái này quên xì nè, price. Price nghĩa là price ha. Store. Luggage đi thì bác thầy thấy luôn cho vụ hành lý, luggage, baggage. Bật chữ chờ cho người ta. Path, để nó ra, path và đọc giọng trầm xuống, path. Cái lưỡi để giữa hàm răng, path. Còn mình đọc bath là mình đi tắm ha, mưa này lạnh quá tắm sao nổi. Path. Ok, cái chữ này mấy bạn 98 bạn hay đọc vì hái cô. Vì hái cô là gì? Tự nhiên vì hái cô vô hái với tiền liếc với tiền chi chạy. Vì hái cô. Vehicle. Vehicle ha, sửa lại nhiều quá rồi, 122 rồi. Còn nữa mấy bạn ơi, mới có trang số 6 thôi, 28 trang học chắc chết quá. Bữa nay chắc mình học ít ít thôi. Bạn đợi với thầy nha. Yến Thanh. Scale. Vending machine. Plastic bag. Overhead rack. Cast. Register. Item. Product. Oh, product. Merchandise, guns, open air market, outdoor market, low grass, shore, fountain, cái chữ cuối
Statue. Tới bạn Nguyễn My. Các bạn khác nhẩm nhẩm theo. Tractor. Train. Rival band. Sporting events. Performance. Paris. Spectacle. Spectation. Laser. Tractor. Musical in Chapman Music Band. Punch. Pen-cut. Drawing. Painting. Error. Picture. Land canvas. Là. Bác thầy nhớ hoài cái chữ này hồi xưa ông thầy cấp 3 của thầy dạy là đọc lạc lạc, mà hồi xưa lớp hay cũng hiểu hết trơn nha, mà giờ có thể ra đọc lạc nghe thấy nó lạc lõng làm sao á, là nha, mình đừng bỏ dấu nặng quá, là bạn Lê Mỹ Duyên đọc lại từ đầu tới 147 cho các bạn khác nhẩm theo giùm mấy tỷ nha, mấy bạn nhẩm theo, cắn cố lên. Scale, vending machine, flatted bread, overhead rack, cash register, item, product, merchandise, goods, open air market, outdoor market, lawn, grass, shore, portal, statue, sculpture, stream, riverbank, sporting event, performance, parade, spectator, plaza. Stay, musical instrument, music stand, horn, pen brush, touring, painting, artwork, picture, lock canvas. Thank you. Lớp mình sửa cho tiện nha. Large canvas, large. Giữ âm cuối, chứ bạn đọc la, ta đâu biết, ta tưởng là lá. Artwork, horn, cái sừng nè, mấy bạn hay đọc hồi nãy, horn, nghe này là horn, music, là musical instrument, đừng instrument, nhạc cụ, đi thi hay cho, stage, còn stay là ở lại, em ơi ở lại với anh, stay, ha, stay with me, cái này là stage, còn mình đang nghe stage, nhưng mấy bạn phải giữ âm, không có được mất cho người ta. Bình thường ví dụ mình có khán giả, mình có viewer đúng không? Ví dụ mấy bạn đang là viewer của Bà Tị đúng không? Mình có chữ spectator. Thì bây giờ mình nghe trong bài nghe nó cho viewer đi. Nhưng mà đáp án nó không cho đâu. Cái chữ viewer nó phải cho chữ spectator hoặc là spectator đó. Mình mới biết từ đồng nghĩa mình mới chọn được. Vậy thì bắt buộc phải học từ vựng thôi. Không học từ vựng là không có làm cái gì được hết trơn á. Mà học từ vựng thì Bà Tị nói hoài luôn. Nó chán, nó mệt, nó nán, nó ngán. Hay thì một lát Bà Tị đăng cái video này. Hy vọng nhớ đăng. Các bạn mở là ví dụ chẳng hạn sáng nấu cơm đi, trưa ăn cơm đi, tối sắp ngủ hay là bữa nào mất ngủ đi, mở lên nghe với tị với cả lớp nói chuyện biết đâu dễ ngủ hơn. Cái nhớ vô trong tiềm thức luôn mấy bạn nghe, hồi nãy giờ đâu cỡ cũng 300 mấy từ rồi đó. Cái chữ này lớp mình sửa nè, statue. Cái chữ sculpture, cái chữ này hay lắm đó nha, đi thi cho hoài luôn á mà đọc không có được, cái nghe đâu có được đâu. Sculpture. Mấy bạn hay đọc statue rồi đó, bạn sửa lại đi. Statue, sculpture, nha. Cash, còn cash không, mình tưởng con mèo rồi sao. Cash, register, xì ở giữa mấy bạn. Tiếng Anh mình đâu có xì giữa đường vậy đó. Tiếng Việt đâu có xì giữa đường vậy đâu. Tiếng Anh nó xì từ lưa hết. Mà bây giờ muốn đọc hay như người ta thì phải xì như sao. Cash, register, nha. Đừng có đọc machine. Có trà sữa chin thì có machine. Scale, nha. Quá trời từ vựng rồi. Còn nữa không? Ôi còn nữa.
Lấy bà tì coi còn nói chuỗi này. Ờ à, còn tết 197 nữa rồi. 202. Thôi à, vậy thì mình bữa nay mình tới 202 đi. Nhiều cái khúc sau từ từ nữa mà mình học tới trang 1 tới 9 thôi ha. 10 tới 28 bạn Nguyên còn đang viết nữa. Bữa nay nhiều đây thôi, nhiều quá. Mình cũng không có nhớ. Nhưng mà được cái bà tì quay lại cái bạn nghe từ từ nó nhớ không bữa chút cũng được. À, Ly Hương nghe chuẩn bị từ mấy tới mấy cô? 48 tới 58 người ơi. Dạ. Is the race bicyclist wagon field gallery platform plow arrangement, harbour, pillow. Ở dưới em không thấy cô. Utensil. Dạ. Nghĩa. Dạ cô. Nghĩa đọc đi nghĩa. Sai thì sửa không có sao hết. Cứ tự tin đọc đi. Countertop. Bowl. Hot, last try, couple, sick, table glow, curtain, shower, reduce, em thấy bộ, barrel tree, bake glow, dish, plate. Ta hơi bộn bộn nhưng mà ráng sửa. Phượng đọc lại từ đầu tới 172 cho các bạn nhẩm theo nha. Đọc nhớ giữ âm sỉ, nhấn nhá đàng hoàng cho bà tì. Easel, race, bicyclist, wagon, field, gallery, black poles, flower arrangement, harpoon, pillow, utensil, countertop, bowl, pot, glass tray, cupboard, sink, tablecloth, curtain, shower, reduce, barrage, bagus, this, plate. Có một số chữ có thì chưa hài lòng lắm. Ngọc Huệ đọc lại, các bạn khác nhẩm theo một lần nữa nha. Cái số 163 đọc đi, đọc cẩn thận lại. Ngọc Huệ. Yeah. Is a race, bicyclist, wagon, field, gallery, flagpole, flower arrangement, harbour, pillow, utensil, countertop, pole, pot, glass tray, cupboard, sink, tablecloth, curtain, server, branches, pig, goose, dish, plate. Sunny Võ. Cứ đọc đi. Sao bà tì không nghe tiếng ta? Không nghe tiếng Sunny rồi. Cưng thoát ra vô lại đi. Cưng thoát ra vô lại tí xíu bà tì kêu lại. Thanh Nga. Thoát ra vô lại đi Sunny. Nó bị gì rồi đó. Mạng hay là sao rồi đó. Bà tì không nghe tiếng bên cưng rồi. Thoát ra vô lại có thể sẽ nghe được đó. Dạ, Thanh Nga đọc giùm mấy tì đi. Đợi bạn xin này cái. À, mic bị hư hả? Ok. Rồi, Thanh Nga đọc đi. Alo. Alo, where are you? Nga ơi. Chim sẻ gọi đại bàng, alo.
không nghe tiếng. Trời ơi, đọc quá trời luôn, đọc thấy thương luôn, đọc cái miệng thấy thương luôn mà không nghe tiếng. Thoát ra vô lại giùm cái tiền, thoát ra vô lại giùm cái tiền. Có mấy bạn cái thoát ra vô lại cái tự nhiên cái nghe tiếng. Anh Thư, Thu Liên chuẩn bị. Ủa, anh Thư mở mic được không? Em hả cô? Ủa, bạn nào đang nói vậy ta? Bạn xanh này hả? Lớp có mấy Thư vậy cô? Tại em hay quen cái việc nhiều Thư nên em không biết kêu ai. À, bạn Thư Anh, anh Thư. Dạ sao cô? À, dạ. Bạn Thư Anh, nhất là Thư Anh á. À. Ok, Thư Anh đọc. Dạ, Pen. Picture frame, refrigerator, freezer, stone, oven. Chữ. Dạ, em không có thấy rõ corridor. Cái chữ. Corridor. 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 Crossway. Coffee mug. Fuse. Cook poop. Thu Liên, lát con Thanh Nga mở lại thử coi được không nha. Thu Liên trước. Dạ, em đây. 173 hả cô? Không nghe gì. Đây nè, đây nè. Dạ, 181 hả cô? Ờ. Dạ. Grill, cookbook, microwave, appliance, frying pan, windowsill, window glass, ceiling, doorway, fireplace, vase. Tới 190 hả cô? À, được rồi. Thanh Nga. Yeah. Em nghe chưa? Đọc mấy đi chị? 89 hay 97 thử đi cưng. Fireplace, vase, light fixture, rug carpet, towel, stove. Cứ đọc đi. Ờ, cứ đọc tới 1 đi. Sai sao sao cả, cứ đọc đi. Room tick, mop. Chữ, cái chữ 197 em biết chưa? Sewing machine. Sewing machine. Ừ. Rồi, bắt đầu kêu. Diệu kỳ. Đọc từ đầu tới cuối là diệu kỳ. Từ 173 hả cô? Đúng rồi, diệu kỳ. Cưng đọc đi. Cả lớp nhắm theo. Pen. Picture pen. Refrigerator, freezer, stove, oven, corridor, hallway, coffee mug, guide, cookbook, microwave, appliance. Driving crack, window sill, window glass, ceiling, doorway, fireplace, vase, light fixtures, grass carpet, stool, plum, broom stick, mop, sewing machine. Cảm ơn. Vi phạm. Hello. Stairs, steps, stairway, staircase, balcony, garment, apron, laundry. Mình giờ mình dịch mình ở nhà mình đi du lịch balcony không mấy bạn?
là du lịch ban công, mà nhà mình có ban công là xịn ngang lên ban công đứng nhìn tới nhìn lui đi xuống nhà. Nó thì ước mơ là sau này già là có cái sân thượng trồng rau mà không biết đợi thằng nào nha, nhà là không có cái sân thượng. Đó, mấy bạn có cái balcony là đi du lịch balcony, vậy là 202, vậy là coi như 9 trang. Bạn Nguyên ghi tỷ điểm là 28 lần nha. Nãy giờ mới có 9 trang thôi, vậy mình đi, vậy là một hơi nè. Vậy là coi như 22, 47, 72, 97, 122, 147, 172, 197, 202, 202. Ủa, vậy có 202 vậy? Nãy giờ bà thì tưởng nhiều dữ lắm. Sao bà thì nhớ nhiều dữ lắm mà ta? Coi như 202 này. Đó, nhớ hết trơn là một bụng từ vựng rồi nha. Được, vậy là ổn nha. Bữa sau còn tới 20, tới 28 trang nữa thôi, từ từ. Rồi, đợi tí xíu sửa cái bài.